chưa ở sân diễn người ta mà còn quay đấy, bạn một con tôi một con lên đây. Không cho thằng chủ. Thằng chủ nó nhiều nó bạo tôi đùng nó ơi. Ừ, thì thế mà mới đầu nó bảo không cho thằng chủ, mày sau đó chơi một bao nó về nhà nó dạy nó vẫn ở ngoài này. Tôi một con chia với trưởng, tôi một con, bạn một con. Thế mà. À? Ủa. Bắt sống rồi. Xin có phép rồi mà. Đâu xin giấy phép của ông hè rồi. Lệnh của ba. Lệnh của ba. Không còn còn mặc cho. Này. Ở đây không có cá đâu. Được hai con rô phi, ba rô phi ạ. Ba rô phi đấy chúng mày để cho tím tép còn vét chứ. Được mà. Được, được những cái ao nhé. Được những ao nó chẳng khó đâu. Không, không bị công. Nó động vào nhỉ. Bọn nó kích chuột được những cái vết này. Ờ đâu bọn kích. Biết được cái ao như này mà được mẹ bắt được phát chết mà kè được vào rồi ấy nhở, mà nuôi cá mà nhà dù ở ngay đây ấy nhở, nuôi cá thì không ấy nhưng mà quăng vô hẳn gạch vết nó lội đầy đi đầy đầy. Không có người đến ao nhà quý dài kia luận còn vào kích cho mầm cậu ấy. Cậu kích của chị em dài, em dài, dài dài thì thua mỗi dần thôi, dần với mẹ ấy thôi. Thả ở đây mẹ rồi nên chưa nhả bố nó vét một mé được mấy tạ. Mà. Nhưng mà toán phá được. Còn ta thiếu cái dài chứ. Bé tưởng bán được 22.000 một cân. Bé bán được 22.000. Bé không có người mua, có người mua cho bạn. Ô, nó mua 22.000 một cân rồi đấy. Không nhận chúng nó vào đây chúng nó. Vết tôi quẩn nó nhìn vào đây còn vết tôi kích rồi. Cá nó mò. Nó mò. Nó mò chắc cá. Cá kiểu này nó cũng cá này bắt đầu nó bỏ. Đi ra xin đám đầu khải về rồi đấy. Mà. Mồi lên cá nó ngớp rồi. Toàn dọn bé ngớp thôi chứ bà.